Chuyện bên ly cà phê ngày hôm nay, hãy cùng làm quen với đạo diễn Tony Lê Nguyễn. Anh sinh ra tại Cần Thơ, đến năm 10 tuổi thì theo cha mẹ định cư tại Úc. Năm 2000, anh là người Việt đầu tiên được Hội đồng Nghệ thuật Úc trao tặng học bổng phát triển văn hóa cộng đồng để nghiên cứu nghệ thuật quần chúng trên thế giới. Hiện anh là giám đốc sản xuất cho Lê Nguyễn Production tại Melbourne, Úc. Xin chào đạo diễn Tony Lê Nguyễn. Chào chị. Tôi được biết và được nhìn thấy anh ở rất nhiều các cuộc trò chuyện ở các phương tiện thông tin đại chúng khác rồi. Nhưng ngày hôm nay thì được ngồi trò chuyện với anh một buổi cà phê sáng ở Sài Gòn. Lúc nào cũng thấy anh ở trong hình hài của một người hò hét này, nói rất nhiều này, rồi thì là trông rất là quậy. Và nếu mà hỏi về tuổi đời thì dường như không còn trẻ nữa. Cái đấy là bí mật quốc gia nha. Bí mật. Nhưng mà chắc hẳn là cũng phải là một cái người mà chắc là tuổi trẻ phải rất là quậy và rất là nghịch ngợm. Vâng, đúng vậy. Khoảng 16 tuổi là tôi đã bị đuổi học rồi. 16 tuổi bị đuổi học vì do nghịch quá à? Nó có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ là trường và tôi không có duyên với nhau. Cho nên bọn tôi phải chia tay, đấy là cái chuyện bình thường thôi. Vài năm trở lại đây thì thấy anh cứ liên tục, lúc thì ở Sài Gòn, lúc thì ở Hà Nội và tham gia là giảng viên của những cái lớp mà có thể tạm gọi rằng là dạy về nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật ứng tác à? Gọi như thế nào thì chính xác à anh Tony? Thật ra thì tôi thì nếu mà tại vì cái ngôn ngữ tiếng Việt mình nó cũng còn rất là giới hạn trong cái lĩnh vực này. Tiếng Anh nó gọi là drama, thì drama thì mình có thể gọi là kịch nghệ, nó là kịch nghệ thôi. Thì trong cái kịch nghệ thì nó rất là nhiều cái khía cạnh, nhiều cái bộ môn khác nhau, cũng giống như là trong võ thuật vậy đó. Thì trong cái này thì ứng tác nó rất là quan trọng. Ứng tác là một trong cái phần rất là quan trọng, nó liên quan tới vấn đề sáng tạo và ứng diễn. Cho nên cái mà tôi hướng dẫn cho các bạn nhiều là đi từ cái phương pháp đấy. Phải gọi là đắt xô đấy nhá. Mới vừa rồi thì thật ra là coi như tôi về đây thì tôi bay thẳng ra Hà Nội. Và tôi tham gia và tôi chơi với các bạn của tôi ở ngoài Hà Nội. Tôi có các bạn trong cái nhóm mà kịch hài ứng tác ở Hà Nội. Cái câu lạc bộ kịch ứng tác đấy thì cái sân khấu nó khá nhỏ thôi. Nó chứa đâu khoảng 30-35 người có thể xem được thôi. Nhưng mà cái kịch ứng tác này nó hơi khá lạ ở Việt Nam mình. Là tại vì coi như là cái nội dung của cái tiểu phẩm, những cái tiểu phẩm các bạn dựng lên là do các bạn, các khán giả mình mà được gợi ý hết. Và điều gì khiến cho anh quyết định là mang cái môn học đấy về Việt Nam để mở lớp ở đây? Có lẽ là tại vì tôi sống ở xa nhà khá lâu và tôi sang nước Úc là lúc tôi 10 tuổi. Lúc đấy thật ra tôi mới học tiếng Việt, mới có đến lớp 3 thôi. Tôi học tiếng Việt thật sự là bên Úc. Rồi sau này tôi phải đọc báo nhiều hơn, tôi đọc báo chí rồi tôi thêm trang mạng. Thứ nhất, và thứ hai là từ ngày mà Việt Nam mình mở cửa thì tôi cũng rất là thích là mình là cái người Việt Nam, mình muốn về đây đóng góp gì để phát triển cho cái lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam mình càng ngày nó càng phát triển hơn. Tại vì khi mà tôi về đây mà tôi thấy mà mình đi ra một cái rạp chiếu phim mà nó tới một cụm chiếu phim mà nó tới 10 rạp, 12 rạp mà chỉ có 2 phim Việt Nam thôi thì tôi rất là buồn. Tôi cực kỳ buồn là tại vì tôi muốn thấy mình có phải có 10 phim, 10 thể loại phim khác nhau để cho bà con mình có nhiều cơ hội đi lựa chọn hơn. Cho nên đó là lý do tại sao tôi thấy là tôi muốn đóng góp một phần nào nhỏ bé của tôi để cho phát triển được cái lĩnh vực của mình. Vâng, hẳn là anh cũng sẽ có một cái quan sát ở Việt Nam mình ý, thì những cái môn như là diễn xuất như vậy thì thường là nó phải ở những cái trường chuyên. Nhưng mà rõ ràng ở những cái nước như Úc chẳng hạn thì dường như là những môn đấy nó cho vào một cái chương trình giáo dục phổ thông, đúng không anh? Vâng, đúng rồi chị. Thật ra cái môn mình gọi là môn kịch nghệ đây ý, thì đối với người Việt Nam mình, người ta cứ nghĩ là học để làm diễn viên. Nhưng thật sự đó là cái môn này đó là cái môn tâm lý. Và cái môn tâm lý và đưa lý thuyết và thực hành phối hợp lại với nhau. Ví dụ như mình nói là mình học về, hiểu về nhân vật, thì nhân vật là con người. Mà khi mình hiểu về nhân vật có nghĩa là mình hiểu về người khác và mình hiểu về chính mình. Mình hiểu cái cách giữa nhân vật họ sống chung với nhau như thế nào ở ngoài đời, thì cái này mình đưa vào sân khấu. Đặc biệt nữa là mình giúp cho các bạn trẻ để biết cách ứng phó với những cái sự xung đột trong xã hội. Ví dụ như tại vì các bạn trẻ lớn lên thì chắc chắn phải gặp nhiều sự xung đột. Nào là xung đột trong lĩnh vực giới tính, nào là xung đột thế hệ, nào là xung đột nhiều nơi. Và các bạn nên giải quyết bằng cách nào để cho nó hợp tình hợp lý. Chứ không thôi là cứ họ chỉ biết là đánh đá, đấu đá với nhau, rồi đâm chém với nhau thôi. Cho nên mình phải tìm một cách để mình giải quyết. Khi mình gọi đấy là nhân vật, anh này là như thế này, anh này là vô côn, vô đảng, anh này như thế này nọ. Vì khi hai bạn gặp nhau trường hợp đấy thì nó sẽ giải quyết như thế nào.
thì mình có những cái phương pháp để giúp cho các bạn hiểu sâu vào nữa. À, tại sao như vậy? Mình cứ thật ra tôi cũng trở thành một cái người giáo viên bất đắc dĩ thôi. Thật ra ngày xưa tôi rất là ghét đi học. Tôi chỉ mê nghệ thuật thôi. Nhưng mà chị biết là tôi lúc đấy là tôi mới có 16 tuổi thôi. Mình được tuyển vào một cái nhà hát của Úc. Một cái vai cũng khá lớn. Rồi tôi thấy mấy bạn kia diễn hay quá. Mà mình càng thấy họ diễn hay thì mình thấy mình càng ngu. Mà cái tôi của mình, cái tự ái của mình, mà thấy tại sao họ diễn hay quá thì bắt buộc tôi phải trở lại học. Từ đấy tôi bắt đầu học nghệ thuật. Tôi học để tôi hiểu được cái lý thuyết. Tại vì bình thường á thì mình học lý thuyết trước rồi mình ra đời mình thực hành sao. Vâng. Còn tôi thì tôi thực hành chưa. Rồi tôi thấy mình ngu quá. Thôi giờ tôi trở lại tôi học coi tại sao họ như vậy. Tôi mới hiểu sâu sắc hơn về những cái lý thuyết của những cái bộ môn này. Tại vì nó trong cái nghệ thuật mình nói sân khấu và diễn xuất, nó có rất là nhiều cái lý thuyết, nhiều cái trường phái lắm, từ Shakespeare đến Beck đến những cái phương pháp giảng dạy như của Stanislavski hay của Galtowski, rồi mình hiểu được sân khấu của Trung Quốc như thế nào, sân khấu của Nhật như thế nào. Nhắc đến kịch thì người ta vẫn thường nghĩ về những sấp kịch bản dày, về những người diễn viên đã luyện tập nhuần nhuyễn từng câu thoại. Thế nhưng với kịch ứng tác thì khác, người xem sẽ có cơ hội trải nghiệm những giây phút mới lạ khi người biểu diễn ứng tác trên sân khấu mà không hề tuân theo thứ kịch bản có sẵn nào. Lớp học của thầy Tony Lê Nguyễn thường mang lại cho những bạn trẻ nhiều tiếng cười gần gũi nhưng cũng rất thâm thúy. Chính vì vậy, lớp học này đang thu hút khá nhiều các học viên đến từ ba miền Bắc Trung Nam. Tôi cũng có những đứa con, cho nên là tôi rất quan tâm đến chuyện là chúng ta khơi gợi như thế nào đối với con trẻ. Chúng ta giúp cho những đứa trẻ vượt qua được những cái nỗi sợ hãi hoặc biết ứng xử những cái hoàn cảnh thật trong cuộc sống, nhưng lại thông qua nghệ thuật. Nó giống như là một cái sân chơi. Chúng ta đến đấy chúng ta vừa là được giải trí, chúng ta relax, nhưng mà chúng ta lại học được những cái cách ứng xử trong cuộc sống. Đấy là điều mà tôi tò mò và tôi muốn hỏi anh. Cái điều mà tôi dạy thật ra đó, tại vì có các bạn hiểu rất là sai lầm về vấn đề diễn xuất. Cái câu hỏi tôi đầu tiên tôi hỏi những cái học viên của tôi hỏi chứ, theo các bạn nghĩ là diễn xuất nó là thật hay giả? Chị biết không, đa số là họ nói là giả. Họ nghĩ là diễn kịch là đóng giả. Tôi nói sai, nó là thật. Nó là thật nhất mình có thể làm. Nó giả là tại vì nó là không gian, nó là sân khấu. Nhưng nó thật nhất là mình phải thể hiện làm sao cho nó thật nhất. Có nghĩa là mình phải cảm nhận từ từ trong cái giọt máu của mình. Vâng. Ra đến cái cơ bắp của mình, nó phải thật. Ví dụ tôi đưa cho anh một cái idea rằng là hãy nói về một cái mối quan hệ vợ chồng ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đi. Một cái người chồng mà luôn ỷ vào phụ nữ, luôn ỷ vào người vợ. Ví dụ tôi và anh có thể đóng luôn một cái vở kịch, hài kịch tương tác, không biết là có được không? Nếu chị muốn thì tôi cũng thử thôi. Vâng, cứ muốn diễn thế nào thì diễn à? Ok. Tôi chỉ thấy là chúng ta đã ở với nhau như vậy là hơn 10 năm rồi. Và cho đến giờ này thì tôi thấy là cái gánh nặng của tôi đối với những đứa con quá lớn. Anh chỉ theo đuổi đam mê của anh thôi. Và tôi thấy rằng hàng tháng bây giờ không nộp đủ tiền để nuôi vợ và các con. Chia tay đơn giản vậy thôi á. Chị biết tôi là có cái sự đam mê này rồi. Tôi đã nói với chị trước rồi. Tôi nói là nếu cần tôi thà là bỏ vợ hơn là tôi bỏ nghệ thuật. Tôi đã nói trước với chị đã chấp nhận như vậy. Thì tại sao bây giờ chị lại nói với tôi? Tại sao chị đặt vấn đề với tôi? Tôi là nghệ sĩ, chị biết tôi nghệ sĩ nó nghèo lắm. Tại sao chị đi yêu một người nghệ sĩ như tôi? Lúc đó bởi vì tôi chưa thực sự hiểu rằng là nghệ sĩ nó là như thế nào. Đến một cái giai đoạn mà cuộc sống nó phải là thực tế chứ nó không chỉ là trên sân khấu. Chúng ta phải có tiền để sống, để nuôi con. Chúng ta phải có tất cả những thứ thuộc về chân chạm đất. Và bây giờ anh nói lời chia tay, thế về con cái thì như thế nào? Tôi đã nói với chị trước rồi. Tại vì những cái người nghệ sĩ, nhiều khi những cái mà họ bán ra không có người mua. Tại vì những cái mà họ bán ra thì nó là một cái dạng vô giá, chị không định giá được. Có thể là 10 năm sau, có khi 100 năm sau người ta mới định giá nó được, chứ không phải ngày hôm nay. Cho nên tôi đã chấp nhận cái con đường tôi đi, là tôi đã chấp nhận sống cuộc sống cô đơn cũng được. Thật sự những đứa con tôi là những cái tác phẩm nghệ thuật là con tôi.
Cho nên những cái gì mà tôi cho chị đó là tại vì chị muốn như vậy, cho nên tôi đã cho chị thôi. Chưa bao giờ tôi chết tôi. Chưa bao giờ chị tôi. Chị ngại tôi. Chưa bao giờ tôi được diễn tham gia diễn xuất một cái khoảng thời gian rất là nho nhỏ nhưng mà cũng rất là thú vị. Và tôi hiểu rằng là một ngày thì anh phải ứng xử với không biết bao nhiêu là những cái tình huống như vậy và lại phải dạy cho các bạn học viên những cái kỹ năng để chúng ta diễn nhưng mà nó phải là thật và chúng ta đem lại cái cảm xúc cho khán giả. Thực sự là tôi nghĩ rằng có những lúc nào anh cảm thấy đầu anh muốn nổ tung không? Có chứ. Thật ra đó, cái áp lực của tôi đó là làm sao mỗi một cái lớp của tôi phải dạy cho nó cao hơn, tôi gây áp lực cho các bạn nhiều hơn. Nói chung là tôi gom lại hết tất cả những cái gì kiến thức tôi đã học được từ nhiều người đạo diễn, từ nhiều người thầy khác nhau, tôi gom lại và mỗi một cái vùng miền tôi đến là tôi sẽ phải ở đấy một thời gian khá lâu để tôi hiểu được con người ở đấy và tôi hiểu được những cái khó khăn của họ và tôi đưa những cái khó khăn họ ngược lại cho họ để ép họ để họ phải sáng tạo. Chứ tôi không phải là người ra cái câu trả lời, chính các bạn là những người có câu trả lời, cho tôi là cái người làm khó khăn họ thôi. Và tôi chỉ mong rằng là lớp của thầy Tony thì sẽ ngày được mở rộng hơn, có thể không chỉ ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh và còn là đang ở Đà Nẵng nữa, đúng không anh? Và một lần nữa trân trọng cảm ơn anh.